Chào mọi người đến với vlog thứ 8 của mình. Có một số fan muốn xem nhà xe tương lai của Tony thì đây, mình review cho các bạn xem luôn. Trống trơn à. Chứ số anh chị muốn biết là Tony định sắm xe gì thì cái này đợi khi nào nhà cất xong thì khi nãy em mới tính nha anh chị ơi, chứ giờ cũng chưa biết nữa. Rồi danh gà sao quay phim kìa. Cái nhà xe này hôm bữa trong clip 24 giờ làm theo comment của fan là mày có review rồi mà. Ê, tôi thấy tao mạnh thiết kế, nhà xe thì đẹp thiệt, mà xe thì chưa được ngầu cho máy nha. Cái BMW Đức mà mày chê. Ủa? Mấy chiếc xe máy của mày nó mới đẹp hay sao? Cho tôi chút cái diễn đi đại ca. Ê Vinh, nhà ông gần trường đại học, sao biết thằng Dũng đi? Ý ông là sao? Ý tôi là chiều nào mấy em sinh viên á cũng đi dạo trước cổng trường như á. Ông lấy xe siêu xe này nè, ông đảo một vòng là mấy em mê liền. Trời ơi, cái thằng Chí sư đệ này tối ngày đầu óc suy nghĩ tào lao gì đâu không à. Bởi vì lớn đâu có nổi, cao ngang với ai của mình à. Ê, ông là biết mày khi dễ ta hả? Tao liền cho mày. Mà nghĩ kỹ ế ngừng cái này đi. Nghĩ kỹ là thấy chiếc sư đệ nói cũng có chút xíu đúng mày. Thấy chưa? Ừ. Thôi quyết định vậy đi, mình sẽ mua một chiếc siêu xe về để lái chơi nha. Yeah. Rồi nào thì ấp dung nấy. Xe đỉnh thì nhà xe cũng phải đẹp nha mày. Dĩ nhiên rồi. Không lẽ có tiền mua siêu xe mà không có tiền cất cái nhà xe cho nó sao mọi người? Lên xe đi hai đại ca, còn ngại gì nữa. Tao không ngờ mày đầu tin dữ vậy đó Vinh. Bộ mày giỡn mặt hả? Xe này thì chở được ai? Nhưng mà nãy giờ tao tin mày nói thiệt không chứ? Đúng rồi. Còn tính xây nhà xe nữa. Ủa tôi có nói sợ anh em đâu. Siêu xe tôi mua về rồi nè. Bây giờ cất cái nhà xe nữa là được chứ vậy. Tính cất nhà xe thiệt hả? Ờ. Chí, đi lấy gạch vô đây. Bạch tàu bếp vác bao xi măng vô cho tao rồi. Rồi chờ chút xíu đi. Trời ơi, nói giỡn đâu các bạn. Mình nói mình mua siêu xe, rõ ràng đây là siêu xe chứ còn cái gì nữa. McLaren ở phía sau có chữ luôn nè. Chiếc siêu xe chạy rất là nhạy luôn nha các bạn. Mở cửa lên ra nữa coi. Cái gì? Hả? Gì đem hai này vô làm gì vậy trời? Chứ nãy mày kêu tao với anh Chí đem xi măng với gạch vô còn gì nữa. Đúng rồi. Ý của tao nói đây là đem cái bộ gạch mini để trên bàn làm việc á. Trời ơi, sao lại không nói sớm, làm khi mệt cũng chết luôn á. Cái xe nhà tới rồi nè Vinh ơi. Còn đây là chiếc siêu xe để lên đây nha các bạn. Gạch tôi đem tới rồi nè. Mở ra coi cho bạn xem luôn nè. Wow. Nó xíu vậy. Cái này mày mua ở đâu Vinh? Trên shop tonytoy.vn của mình có bán luôn nha các từ bạn. Từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy luôn á. Đúng rồi. Này xây sao đây? Đây thì đâu cứ đó. Để mấy cục gạch lên đây bình thường vậy nè. Rồi xây cao lên. Đúng rồi. Kiểu như nhà mini vậy. Y hệt vậy luôn đó. Rồi bây giờ lấy cái bà thợ hồ đi đây đi. Tới bà tàu bếp này đi pha xi măng đi nè. Rồi chờ tao. Cái bài này đúng không? Cục gạch có một chút xíu à, mày lấy cái bài này rồi làm sao mà xây dựng được? Lấy cái bài mini á. Hả? Ơi ông này ông giỡn. Cái này đúng không? Đúng rồi. Cục gạch nhỏ xíu thì phải sử dụng cái bài nhỏ để làm chứ. Đây, xây cái gì cũng vậy. Bước đầu tiên phải làm cho cái sàn nhà thật là vững chắc nha các bạn. Đó. Dư xi măng nhiều quá mình phải dục các bạn ở đây nè. Đó. Ây da. Ông có thể làm việc cẩn thận hơn một chút được hả? Sorry bộ. Thôi bây giờ xây gạch lên nè. Viên đầu tiên nha. Rồi tới viên thứ hai nè. Tương tự như vậy mình sẽ xây thêm những viên khác cao lên. Gạch bự mình còn xây chưa xong, giờ tới xây gạch nhỏ. Vinh này toàn là ý tưởng bá đạo không à. Tủ lạnh thì nó biến thành hồ cá, nhà Doraemon thì nó biến thành du thuyền, rồi bữa nay lấn qua làm thợ hồ luôn rồi. Không biết mai mốt tới ý tưởng làm cái gì nữa. Trong lúc Chí sư đệ và Bạch tàu bếp xây gạch thì mình sẽ làm hai cái cửa sổ cho cái gara xe nha mọi người. Đấy. Bây giờ mình sẽ xách hai cửa sổ này đem qua cho Chí sư đệ với Bạch tàu bếp nha. Để coi cái hai người này làm tới đâu rồi. Xong rồi nè, hai ô cửa sổ nè, để nè, hai nè, con nè, nhìn để nhìn vô đây, đây đi. Đây, coi chừng nha.
Đó, cửa sổ để ở đây. Tiếp theo là mình sẽ xây gạch đè lên trên cửa sổ này nha các bạn. Mấy cái chỗ cửa sổ này nè, mình phải thật là cẩn thận, kẻo nó bị gãy á. Rồi, kê gạch lên các bạn ơi. Chí ơi, đổ hồ lên đi. Ok ok. Rồi, chắc gạch lên mọi người ơi. Cẩn thận á. Đổ vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đổ vô khe. One hour later. Hai anh em xây cái nhà tới đâu rồi? Để coi một cái mới được. À, sao mày xây đẹp như mày? Trời ơi, cái thằng bạch đầu bếp đó mà xây gì? Qua đây em coi tôi nè, tôi xây xong rồi đó. Nhìn đẹp như thế. Mày đang xây cái gì vậy? Xây nhà cho siêu xe không chứ gì? Cái này cái chuồng heo chứ nhà siêu xe gì đây ca? Trời ơi, rồi. Qua bên coi thằng bạch đầu bếp người ta xây kìa. Thôi nè ông nội ơi. Nè nhìn đi. Dạ. Hả? Bạch đầu bếp sao? Mày xây đẹp vậy? Chị tao coi. Rồi, làm từ sáng tới giờ luôn các bạn ơi, chưa có xong nữa. Mình và bạch đầu bếp mới làm xong cái mái vòm cho cái nhà xe của mình đây. Wow. Bây giờ mình sẽ quét nó nha các bạn. Múc lên ha, rồi các bạn ra ha. Ok. Hồi sáng trước khi làm á, ba anh em cũng ngồi ngắm ông thợ hồ lâu dữ lắm. Mà tới hồi bắt tay vô làm á, từ sáng tới giờ chưa xong cái nhà nhỏ xíu. Làm liên tục luôn đó nha. Quay cái clip có vài phút à, các bạn coi ngắn vậy đó. Chứ thật sự đó là một quá trình rất là dài nha mọi người. Rồi, hai anh em đi về đi, nghỉ ngơi, ăn uống gì đó. Sáng ngày mai tập hợp ở đây, ba anh em quyết định làm cho xong cái gara xe này nha. Đúng rồi. Rồi, bye bye. Ok. The next morning. Ngày hôm sau của video gara xe nha mọi người. Qua một đêm thì cái máy này nó đã khô rồi đây nè. Đó, rồi, khô rồi. Dạ lên đi. Rồi. Gạch nào nó rất là sạch luôn các bạn thấy không? Xây rất là đẹp. Xây nha. Từng viên luôn đó. Nhưng mà trong này bụi hơi nhiều, cầm ở đây. Rồi quét ra Vinh ơi. Bụi nè. Hơi nhiều nha các bạn. Để cái máy nhà lên coi thử chứ ơi. Ok. Chỉnh cho nó ngay ngắn kìa. Đẹp rồi đó, đẹp rồi. Wow, con lạnh. Rồi dắt xe vô thử cái nè. Ê chết rồi Vinh ơi. Sao vậy? Đây là siêu xe mà, cái gầm nó thấp ủng mà. Sao dắt xe vô nhà được? Quên tính vụ này nữa trời. Hôm qua là xây cái nhà không à, quên để ý tới cái dốc nữa. Bạch đồ bếp mày đi xây cái dốc đi. Còn Chí pha xi măng chét lên cái mái nhà này một lớp nữa nhìn cho nó đẹp nha bồ. Okay, ok. Rồi, còn mình á thì sẽ lấy sơn quét cái lớp tường trong này cho nó đẹp nha các bạn. Chứ nhà cho siêu xe mà để tráng xi măng như gì nhìn thấy nó quế độ quá. Sắp xong rồi các bạn ơi, đây là giai đoạn cuối nha. Chén nước vô pha hồ. Rồi, đi ra ngoài. Đấy, quyết định không có nào đẹp hơn màu trắng đâu các bạn ơi. Đây, tô cho bạn xem nha. Bắt đầu từ dách bên này đi. Quét cái này xong là thậm chí mình có thể quay thêm được một cái video là vẽ tường nữa đó các bạn. Tiểu tường này nhỏ quá nha. Đấy. Rất đẹp nha mọi người. Chưa. Nè, mới tô xong luôn như mọi tô xong luôn nè. Rồi để lên coi chứ ơi. Đó. Đẹp chưa? Ổn rồi đó. Quá đẹp rồi. Thì bây giờ trong lúc chờ đợi cái máy và cái vách tường nó khô thì bọn mình sẽ đi ra chơi thử cái chiếc xe Lamborghini này đi các bạn ơi. Được khiển thử luôn không? Chứ để không thôi hồi nữa nhà nó khô mà lái chiếc xe không chạy vô gara cũng như không. Để cái lon lên cái sân chứ. Kiếm mấy lon kìa, mấy lon cho nó kìa chứ ơi. Rồi. Lấy lon để lên sân đây. Để đi. Tập lái nha. Rồi lái đi Vinh ơi. Giao kèo luôn nè. Hả? Giờ mà chạy mà ngã cái lon là phạt 100.000 nha. Ok đấy luôn. Chơi. Chơi. Rồi, vô. Đó bạn. Quá dễ. Lui ra nè. Kìa, đụng kìa. Trời ơi. Đụng đâu mà. Rồi, tới tao chơi. Rồi. Tới mày vô đây, đây tới cho. Ok. 1-2 bắt đầu nè. Cố lên. Theo quá. Ê, có dừng theo quá. Ồ.
rồi chạy ngược lại mày, chạy ngược lại đây, cố lên ừ. Hay quá rồi, đi thẳng đi. Chơi đụng vô gì hư đó à. Đấy, một lần thôi. Thấy nó tội nghiệp quá, cho chơi chút đi mày. Rồi, nghe nha, nghe đi. Một lần này thôi nha. Cẩn thận nha. Lái kỹ kỹ giùm tôi. Lái thấy mình có làm gì đâu mà hai đại ca này sợ mình với trời. Nhìn mình lái nè các bạn. Rồi, chạy đi. Khéo quá chị ơi. Khéo quá bộ ơi. Khéo quá. Rồi hư luôn, hư nữa rồi. Ủa sao cái tay mày đụng vô cái gì là cái đó hư vậy chứ? Thôi anh em thông cảm cho tôi đi mà, tôi có một thằng bạn sửa đồ điện tử hay lắm, bây giờ tôi lấy nó đem đi sửa nha. Không được, tôi đền cho. 2 hours later. Đây xe sửa xong rồi nè các bạn, cũng may là sửa được đó nha, chứ không thôi là mệt với Vinh rồi. Bà tàu bếp sách này để ngoài đây. Xe sửa xong rồi nè Vinh ơi. Rồi có thử chưa? Hiểu rồi, ok chắc lắm. Chắc ăn được không? Chắc ăn. Để xuống chạy thử một cái nè. Nè nè nè. Thử một cái coi. Nè. Rồi, coi được chưa? Ok, rồi, được rồi. Để cho nó chạy vô nhà luôn đi nè. Rồi. Bưng cái xe xuống. Bắt cái dốc ra. Từ từ. Bưng cái dốc ra nha. Để cái dốc xuống. Từ từ. Rồi, Chí vô từ từ nha, để bể xe nữa à. Rồi, cái gì? Yên tâm. Thôi. Chí đừng lái xe đó, bạch tàu bếp mày vô mày lái đi. Lái để cho thằng Chí nó lái vô lái cái rồi. Đụng sập cái chuồng heo. Ủa lộn, sập cái gara xe tao nữa. Rồi vô từ từ là được rồi nè. Ê, tao hồi hộp khoảnh khắc này quá bạch tàu bếp ơi. Cứ tin ở tao đi. Cố lên nha. Wow. Vô nè Vinh ơi. Hay quá vậy. Để xe xuống cái đây. Đây. Rồi, chạy nè. Đảo một vòng xong quay lại nha các bạn. Chạy được không đó mà đá một vòng nữa. Được, yên tâm đi. Rồi ngồi. Rồi lùi lại nè, Tại bắt chấn xa dưới Vinh, nhắm chạy lọt vô cái nhà không? Công sức ba anh em làm 2 ngày đó. Bắt chấn từ xa luôn nha các bạn. Rồi. Vô không đây. Vô lên Vinh ơi. Vô. Thế vậy? Ê, cho tôi chạy đi. Cho tôi mượn chạy nó đi. Được không? Chạy bê tông chắc sập cái nhà của tao quá. Không sao, tin tôi đi. Lần nào cũng hư hết trơn á. Tin tôi đi. Tin tưởng thêm lần này nữa thôi nha. Muốn thử thì chạy thử đi. Lấy xe cho Chí đây. Ỉn. Rồi, thử nè. Rồi. Thôi má được rồi. Số nhà của tao luôn rồi. Đâu vậy? Ê, mày đi đâu? Cái thằng Chí này làm việc thiếu trách nhiệm quá mày. Mới mốt đừng rủ nó quay phim nữa. Vô phá không có làm được cái gì đâu. Thì hai anh em quay cũng buồn, thành ra mình mới rủ thêm Chí sư đệ vô quay phim cho nó vui. Mà giờ ai biết đâu ngày hôm nay nó quậy dữ vậy. Mà thôi, nhìn chung thì video này bọn mình cũng đã hoàn thành xong cái thử thách xây gara cho siêu xe. Thì hy vọng các bạn sẽ thích cái clip này. Đăng ký kênh, bấm like nhiều vô. Và đừng quên bấm cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất của hai anh em mình. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Không có hả bạn ơi? Ê, con quýt nó trời đầu luôn. Kìa bạn. Bắt nó luôn. Từ từ nha. Trời ơi. Gặp sớm một xíu nữa là con của Vũ Thanh Thành của mình luôn rồi. Chỗ này ổ ớt hay gì vậy? Mày hả bởi? Ông lớn ông giành mình luôn rồi. Vậy hơi nhỏ nha, hơi nhỏ. Rồi đi kiếm cái khác rồi. Thầy đông người lại đây đi nhiều quá. Không, có chia cá, hồi nãy chia cá bên bờ bên kia thì chưa. Ông đó. Ở đây mình đang nhiều hết, cái giờ lớn cái thân qua đây chứ.